Sao quả mít khôi nhanh thế? Ô, quả mít có màu quỷ này. Nani? Tất cả đồ nhà mình đều biến thành kiểu hết rồi. Ôi giời, tưởng cái gì? Không sao đâu con, đi ra ăn cơm đi. Hả? Quên mất, mẹ làm gì cho mẹ ăn quà vặt đâu. Nếu mà mang vào thì sẽ mất gói bim bim này. Mang, không mang, 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 mang luôn, sợ gì. Mẹ ở đâu nhở? Ở đây. Mẹ. Ghê thật. Đi học về lại còn mua quà vặt nữa. Mẹ tính cô. Mẹ. Yeah. Một ngày mà không ăn đồ ngọt á, làm sao mình chịu được. Mi. Gia Bảo ơi, con ngủ rồi à? Vâng. Không say của mi à? Ừ, mẹ đi rồi, tranh thủ ăn kia đi thôi. Ôi trời ơi. Ăn kẹo nhiều sẽ không tốt đâu. Đi ngủ đi. Ai ơi mà. Sao mọi người tôi học không chỉ có ăn kẹo rồi. Mình muốn đơn kẹo thoải mái cơ. Sáng hôm sau. Sao tự dưng cái bánh răng biến thành kiểu như này? Có vị ngọt nhá. Là kiểu rồi. Yeah. Mình đang mơ như nào ấy nhỉ? Phải rửa mặt cho nó tỉnh ngủ mới được. What? Nani? Đường nhà mình cũng biến thành kẹo luôn. Mi ơi, mi ơi, mi ơi. Sao thế con? Tất cả đồ nhà mình đều biến thành kẹo hết rồi. Ôi giời, tưởng cái gì? Không sao đâu con, đi ra ăn cơm đi. Sao lại ăn cái này à? Bình thường mẹ cấm con không ăn cái này mà. Cái thằng bé này, mẹ cấm con bao giờ? Thì không ăn cái này thì ăn cái gì? Ừ. Ăn cái này là nhiều chất chứ. Ừ. Không nói nhớ, đi ra ăn đi con, đi học nhanh lên. Ừ. Sao hôm nay tất cả mọi thứ xung quanh mình lạ thế nhở? Hay là ông trời nghe thấy điều ước của mình? Mình sướng quá. Con ăn cái này nè. Ngon cái gì mẹ? Này cả cái này nữa này. Cái giòn lắm, ngon. Đây, ăn thêm cái này nữa. Đấy. Ăn cái này. Ngon. Ăn cái này à? Mẹ ăn cả đời cũng được. Ngon. Nước ngọt. Con xin mẹ. Uống đi con rồi đi học nhá. Vâng ạ. Chưa bao giờ mình được ăn đồ ăn vặt thoải mái đến như vậy. Đồ ăn vặt ngon à. Đồ ăn vặt ngon à. Chào các em. Trong tiết học ngày hôm nay, cô sẽ dạy các em thực hành trồng cây nha. Vâng ạ. Không biết cô định trồng cái gì nhỉ? Hả? Nani? Đây là kiệu mà, có phải hạt cây gì đâu. Đi kia, đi kia.
cây à? Ồ, ảo thật đấy. Kẹo mọc ra cây. Ôi, cây mọc ra kẹo. Kiểu kiểu thế nhở? Vậy là cô đã làm thành công rồi. Các em có muốn thử không? Có. Mình rất thích ăn kẹo con sâu, nên mình sẽ trồng kẹo con sâu nha. Còn mình thì ăn kẹo mút, nên là mình sẽ trồng cái kẹo mút. Đây. Mình cũng sẽ trồng một cây. Cái chậu của tớ đang rung rung, hình như nó sắp mọc rồi. Chậu của tớ cứ vậy. Cây của mình mọc gì này? Sao của mình khôi nhanh thế? Của mình cứ mọc rồi này. Tiếp theo là đến cây của mình. Là kẹo thật. Ui. Chúng em cho thành công rồi à? Em không thế. Em không thế. Các em giỏi lắm. Nhiệm vụ tiếp theo của các em đó là phải ăn hết kẹo ở trên cây. Ai ăn hết được 10 điểm, còn không ăn hết thì 1 điểm nha. Vâng ạ. Ở nhà được ăn kẹo thoải mái rồi, đến lớp lại còn được ăn kẹo công khai nữa, sướng quá. A few moments later. Ngon quá. À chà, mình có ăn hết rồi à? 10 điểm nha mình con. Ôi, em ăn hết rồi à. Ui, mình khôi giỏi quá, mình khôi cũng 10 điểm nha. Nani? Gia Bảo, cây của em vẫn còn kẹo mà. Cô ơi, em ngán lắm rồi, em không ăn được cây nào nữa đâu cô à. Có mỗi việc ăn kẹo mà cũng không làm được. Một điểm. Từ này mình ước được ăn kẹo thoải mái thì xung quanh mình đâu đâu cũng toàn là kẹo. Sáng ăn kẹo, trưa ăn kẹo, tối cũng ăn kẹo. Mình chạm vào cái gì cái đó cũng biến thành kẹo. Mình bắt đầu đi ngán ngán rồi đây. Ê, Damia. Ngon không con? Mẹ ơi, con ăn kẹo rồi. Ủa sao lại không ăn kẹo? Vừa đọc sách vừa ăn kẹo nó mới ngon chứ. Mẹ bỏ cho. Cả tuần nay toàn ăn kẹo, con ngán lắm rồi. Hay là mẹ cho con ăn cơm đi. Nhà mình làm gì có cơm mà cho con ăn. Nào, há miệng ra ăn kẹo đi. Mẹ để con tự ăn. Cầm lấy tự ăn, phải ăn hết đấy nhá. Vâng ạ. Lúc trước thì giấu mẹ ăn kẹo, bây giờ thì bị bắt ăn luôn. Này này, con định mang kẹo đi đâu đấy? Không, con có đi đâu đâu à. Mau ăn hết đi nhá, không được vứt đâu. Mẹ mà nhìn thấy con vứt là mẹ cho ăn nó đòn đấy nhá. Vâng. À mẹ ơi, mẹ không cho con ăn cơm, mẹ cho con ăn hoa quả được không? Con thèm lắm rồi. Ôi giời ơi, đòi hỏi. Thôi được rồi, đợi mẹ một lát. Cây cừu, mày cũng được đòi mà rồi. Đây, hoa quả của con đây. Con xin mẹ. Ôi giời ơi, vẫn là kẹo mà. Trên thế giới bây giờ chỉ còn có kẹo thôi con à. Con không còn sự lựa chọn nào khác nữa đâu. Mình ăn kẹo lắm rồi. Ooh.
xem nào. Rồi rồi, đông ngô. Há miệng ra cho bác. Ôi giời ơi. Ổ sâu luôn này. Đấy, nào nhìn thấy gì chưa? Sâu hết cả rồi đây này. Như thế này và sao mà không đau cho được? Cái răng nó sâu thế này, nhổ đi chứ còn làm gì nữa. Đấy, nhìn thấy gì chưa? Đen xì đây này. Đâu, còn đau ở đâu nữa? Ở bụng nữa à. Ôi dồi ôi, mấy con giun đang nhảy di mít ở trong bụng đây này. Mấy con giun đang nhảy di mít ở trong bụng đây này. Ai ốt mà. Bên này có. Ui, bên này cũng có. Cả dưới này nữa này. Bác sĩ ơi, phải làm thế nào cứu cháu ơi? Cả tối hôm qua cháu không ngủ được thế nào cả. Yên tâm, đã đến đây gặp bác rồi thì không phải. Và là Bác định làm gì à? Chỉ cần tiêm một mũi sẽ xử lý hết mấy con giun kia luôn. Cháu không tiêm đâu. Ôi cháu không tiêm đâu. Nào. Hả? Xe bảo. Ôi dồi ôi, sáng rồi còn mơ gì? Mơ gà to vậy. Mày ơi, mày cơ, con vẫn còn đủ răng. Con nói linh tinh cái gì đấy? Mày thôi, mau dậy đi, sắp đến giờ đi học rồi. Dạ vâng ạ. Yeah. À mẹ ơi, con đứa kia cho mẹ này. Đến giờ con sẽ không bao giờ ăn kiểu nữa đâu. Nhớ đánh răng thật kỹ vào đấy nha. Không ạ. Lạ thật, từ giờ con sẽ không ăn kẹo nữa đâu. Được thôi, cho kẹo này mẹ sẽ